Dạ, em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mây vàng, đam mê sưu tập bonsai sai cây kiển trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Hậu Giang ạ. À, giờ hôm nay thì em trở lại với bãi kiển của anh Tâm ở Sóc Trăng ha cô chú. Giao lưu hôm nay là mình có một cây tàn tứ quý với lại một số phôi mây vàng, kính mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ. Dạ, em xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã luôn yêu thương ủng hộ kênh, ủng hộ cho anh Tâm như những clip trước. Chúc cô chú anh chị mình xem hết clip này sẽ chọn được phôi mai ưng ý cũng như là chọn được cây tàn cho sân vườn nhà mình luôn cô chú anh chị ha. Rồi, bây giờ em xin mời cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu mai hôm nay của bãi kiển anh Tâm nha quý cô chú anh chị ha. Dạ em xin chào anh Tâm ơi. Rồi chào Phương, Phương ơi. Rồi con xin chào cô chú anh chị trên mọi miền Tổ Quốc ạ. Còn bên đây có mấy phôi mai, 5 phôi mai cô chú ơi, với cây tí quý tàn, với hai cây mấy cây thành phẩm để giao lưu cùng cô chú ạ. Dạ qua số điện thoại con là 0974472047 cũng là số Zalo con cô chú ơi. Con ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng nha. Rồi con không mất thời gian cô chú luôn, con vô cây số 1 ha. Số 1 này tông cao. Dạ. Cây rất là năng cây cô chú ơi, cây số 1. Phôi mai vàng phôm cao mã số 1 nha cô chú anh chị. Đó. Cây này cây... cao nhưng mà có cốt cành đều tứ diện luôn cô chú chị. Đó, cây này về cô chú ghép cũng được mà chơi thiên nhiên cũng được nha cô chú. Dạ. Nói chung là cành, chi cành là cũng có đủ hết, là cây rất là năng cây. Rồi để lực lực không quý cô chú anh chị. Chảy đều bầu luôn à. Để dữ lắm đế nha cô chú ơi. Này không có bị chóng bên nào nha cô chú anh chị, bên nào cũng có dây đế lực hết ha. Rồi em xin số đo luôn nha. Rồi. Phần eo vị trí này 48 cô chú ơi. Dạ, 48. Chật nở nhẹ là 53 cô chú ơi. Dạ. Chật nhẹ nhẹ là 53 ha. Đường kính bầu của nó được 60 cô chú ơi. Dạ, rồi. Tổng hoành đế 1,5 m cô chú ơi. Chiều cao nó khoảng 1m8 rồi cô chú ơi. Dạ. Chiều cao là 1m8 ha. Cây rất đẹp đó cô chú. Đế đấm có đủ hết trơn. Cây này chi cành cũng có đủ rồi, về mình cho tông cao rất đẹp đó cô chú. Dạ. Cây này cô chú chị mình về lợp và tàn thông cúc cỡ hơn một cây lớn là ngon lành luôn đó cô chú anh chị ha. Cây rất là năng cây cô chú ơi. Dạ. Rồi cô chú mình thích phơm cao thì mình chọn cái này cô chú anh chị, cao nhưng mà đế lực nha. Đế quá khứ cái đế nha cô chú, không thiếu mặt nào cô chú ơi. Gai đế cộng rễ lực lực không cô chú anh chị. À, đầu clip mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Dạ cây mã số 1 này giao lưu là 4,7 triệu ạ. Dạ 4,7 triệu. Bao ship toàn quốc cô chú ơi. Dạ rồi em đổi phôi mã số 1 ha. Rồi cây số mã số 2 cô chú, cũng vẫn là một cây phôi mai vàng nha cô chú ơi. Nói chung cái cây này cũng năng cây cho cô chú, cũng là tông cao. Cây này gióc cây luôn quý cô chú anh chị nha. Đó, quá đẹp cô chú ơi. Rồi, đế là lực luôn à. Đó, đế thì không thiếu mặt nào cô chú ơi. Đó, miên một bệ ha. Đó, miên một bệ luôn. Cái này cũng cộng rễ thành nó bắp bắp không thưa cô chú anh chị. Phải cổ tay không à ha. Dạ, rồi em xin số đo luôn anh ha. Dạ. Mặt bên đây đế quá đẹp đó cô chú. Quần eo cả vị trí này là 47 rồi cô chú. Dạ. Chật nở chút xíu 57 cô chú ơi. Dạ, rồi. Tổng mình để sơ sơ cô chú coi, trăm cũng là 150 cô chú ơi. Dạ. Đường kính bầu của nó cũng là 60 cô chú ơi. Cái này ăn đô thoát thân ăn quên đó. Thoát thân cây này nó cũng được 64 rồi cô chú. Chiều cao cây này 1,5 m đi cô chú ơi. Đó, cây rất đẹp cô chú. Dạ, phôi mai vàng phôm cao giót ngọn luôn cô chú chị nha. Đấy lực luôn cô chú ơi. Cây này rất đẹp cô chú. Đó. Cái này cô chú anh chị mình muốn ghép thì cũng có cái chi cành cũng vừa ghép luôn nha cô chú anh chị. Đây con chỉ cái mặt cái lỗi này chút nha cô chú. Cái này bị chủ nhà ta làm bị tét á, tét cái rễ con xử lý là hết ha, không có mục ha.
ông cạo tới với cái mí tươi hết trơn, còn cái sức keo ha, bị chút xíu này ha cô chú, cả ngón tay mình nè. Rồi mã số 2 mình giao lưu giá bao nhiêu ạ? Dạ mã số 2 này giao lưu là 5,2 triệu ha cô chú. Rồi 5,2 triệu, đế là lực lực không nhau với cô chú anh chị. Quá trời đẹp cô chú ơi, cái này đế chảy ra không ha, cái này còn ngón bươi nè, còn nhiều lắm. Dạ rồi mã số 2 em đổi luôn ha. Dạ. Dạ mã số 3. Dạ, mã số 3 cũng là một hay môi vàng nữa các chú. Dạ cây này trực bay rất đẹp cô chú ơi, nó có cành bay rất đẹp ha. Cái cành bay này là có cốt cành luôn cô chú. Đó, có cốt cành, mình dễ ghép, dễ đẹp, dễ chơi cô chú ơi, cây rất đẹp. Đó, cây này nó già, nó lên xù lây gai cô chú. Còn cái này đế cũng rễ cũng lực lực không đó, cô chú anh chị. Đế lực không. Rồi. Nó sấy cục viên cục luôn cô chú ơi. Rất đẹp. Rồi, cũng để đo cho thông số luôn cô chú ơi. Rồi, hoành eo cái này là 41 rồi cô chú. Dạ, 41 hoành. À, 41 hoành. Để đo chạc xuống luôn. Chạc nở cũng là 54 rồi cô chú ơi. Đường kính bầu được 50 cô chú. Cái chiều cao cái này là 78 cô chú. Cành phóng xuống tới dưới mặt đế là nó được 1m25 cô chú. Đó, cây rất đẹp cô chú ơi. Rồi một pho mai vàng trực bay đế lực luôn á cô chú anh chị ha. Quá đẹp. Dạ, cô chú anh chị mình xem lại phần đế giúp em ha. À, cái này thì cũng đã đâm tường rồi nha với cô chú anh chị. Đế là cộng rễ lực lực không anh nha quý chú chị nha. Dạ mình giao lưu cây này giá bao nhiêu? Dạ cây số 3 là giao lưu là 4 triệu luôn cô chú. Dạ. Bao ship toàn quốc cây cô chú ơi. Dạ cô chú anh chị mình đang nghĩ liên hệ trực tiếp với số điện thoại quan tâm giúp em luôn ạ. Rồi em đổi cây luôn anh ha. Dạ. Cây số 4 một cây lùng lực kia cô chú ơi. Cây này lùng lực. Đó. Cây này người ta trồng ở trên môn vậy hả cô chú. Con về con có gì cắt mấy cái đầu pho mấy cái đầu lại thôi, ta keo thôi chứ con không có làm đế làm gì đâu. Cái này là siêu lùng lực. Siêu lùng lực luôn nha, cái bộ đế nó cũng đẹp quá trời đẹp nữa cô chú. Đế cộng rễ lực mà nó trải đều bầu luôn mấy cô chú dạ. Chị nha. Đây có cái lỗ này ha cô chú. Cái lỗ này nó bị người ta làm tét ha, chủ nhà ta làm tét ha, con cạo ra hết ha, cạo sức keo lại hết rồi ha. Nó hết mục rồi. Thẩm mỹ nó lại rồi phải không? Dạ, thẩm mỹ lại rồi. Dạ. Rồi một em siêu lùng lực luôn nha cô chú anh chị ha. Lùng rất đẹp cô chú ơi, về ghép vô là chơi. Đây. Đó, vị trí này là được 32 ha cô chú. Dạ 32 rồi. Đó. Đo tổng bình để. Rồi 150 đi cô chú ơi. Dạ. Tổng bình để 150 ha. Dạ đường kính bầu của nó được 60 cô chú ơi. Cây rất đẹp cô chú ơi. Lực đế đẹp, đế đều luôn. Chiều cao khiêm tốn luôn cô chú. Chiều cao cái này được có từ cái này xuống mặt bầu của nó được có 31 rồi cô chú ơi. Dạ. Rồi cái em siêu lùng lực này mình giao lưu giá bao nhiêu? Dạ cây số 4 này giao lưu cô chú 2 triệu cô chú ơi. Dạ 2 triệu nha quý cô chú anh chị. Quá đẹp cô chú ơi. Đế thì bỏ đều luôn ạ. À. Dạ cái này con cũng bao ship toàn quốc rồi cô chú. Đổi luôn nha. Dạ. Một cái phôi luôn cô chú ơi. Một cái phôi là tông cao ha. Cây rất năng cây. Dạ. Rồi một phôi mai vàng phôm cao mã số. Mã số 5. Số 5. Cây này dán trực có cốt cành luôn nha cô chú anh chị. Đầy đủ cốt cành luôn cô chú ơi. Cái này mình về tơi chơi ghép vô cũng được mà mình về nguyên thủy cũng được nha cô chú. Đầy đủ chi cành hết trơn cô chú ơi. Dạ. Cây rất là năng cây luôn. Đó, đế cũng đẹp mà cô chú. Dạ đế là lực lực luôn quý cô chú anh chị nha. Đó nằm như một con thú vậy cô chú ơi. Nó là lai. Dạ. Con này thú nằm chà bài luôn. Dạ. Nó là lai. Dạ. Cộng rễ lực gai đế cũng lực luôn nha. Đó cái nổ xù lai gai ha cô chú. Cục này còn nổ xù cũng lai gai à. Rất đẹp cô chú ơi. Dạ. Rồi em xin số đo luôn anh ha. Dạ.
Rồi, quanh đeo vị trí này là 40 cô chú ơi. Dạ, 40 bạn. Dạ, để anh đo chặt xuống ha. Chặt xuống cổ đế là nó ra tới 48 lần ha cô chú. Dạ. Đường kính bầu của nó được 58 cô chú ơi. Tổng mình để chơi sơ nó cũng được 140 cô chú ơi. Chiều cao cái này có 2 mét thôi cô chú ơi. Đó, chiều cao có 2 mét đó. Cây rất đẹp cô chú. Dạ, một cây giống được phong cao mà cốt cành đều luôn hả cô chú anh chị, đế lực luôn ạ. À? Rồi cây mã số 5 là con giao lưu của cô chú là 4,5 triệu cô chú ơi. Con bao ship toàn quốc ha. Dạ, 4,5 triệu. Cô chú anh chị mình xem lại phần đế còn nữa giúp em ha. Quá trời đẹp cô chú ơi. Nó như con thú lai lai nó nằm chài bài cô chú ơi. Dạ. Cộng nào cũng lấy bự bự không cô chú. Dạ rồi. Luôn ha. Rồi. Rồi mã số 6 luôn cô chú ơi. Mã số 6 là một cây phôi mai vàng ha. Con ghép cúc tơ hơn 150 cánh ha. Đó, cây này về chơi Tết là ok ha cô chú. Ghép một cúc 150 ha anh. Dạ. Dạ. Cúc 150 cánh ghép với phôi mai vàng sát lớn nha cô chú anh chị. Quá trời đẹp cô chú ơi. Cây này cô chú về chơi Tết là ok ha. Cây này nút nụ có đủ rồi cô chú ơi. Cốt ghép thì cũng cỡ bằng ngón út ngón cái của em ha cô chú anh chị nha. À, ghép được 2 mùa ha cô chú. Rồi cúc 150 nha mấy cô chú anh chị, cây này cũng đang có nút nụ ok luôn nha. Đó, quá trời luôn cô chú ơi. Đều tàn hết rồi nha cô chú anh chị. À, quá trời cái xác luôn ha. Cây này rất là bự ha cô chú. Rất bự mà đế lực luôn ha, đế nồm xuống rất đẹp luôn. Đó, cây đế của nó là bằng cầm tay bự hơn cái cầm tay con nữa nha cô chú ơi. Rồi em xin số đo luôn nha. Rồi, để anh đo xuống, quay cái bài này anh giấy cho em dễ coi. Dạ, quần eo tại vị trí này 53 cô chú ơi. Dạ, 53 quần. Rồi em đo chặt nở xuống cổ đế ha. Chặt nở cổ đế là 57 ha cô chú. Dạ. Cái đế sổ của chú cũng là 30 rồi cô chú ơi. Rồi. Chiều cao của nó được 1m25 cô chú ơi. Ngang nó được 1m2 cô chú ơi. Là một cây cúc 150 nha mấy cô chú anh chị. 150 cánh nè cô chú. Đây đo hậu cái dòng đế cô chú coi ha. Đây cũng được là 135 cô chú ơi. Đó. Để đo cái bệ cái cây này cho bự. Cô chú có tham khảo ha. Cái công rễ. Công rễ ha. Công rễ này được 29 thôi cô chú. Còn này là miên một bệ này là quá bự ha cô chú ơi. Cây gắt lực ha. Sát lớn lắm cô chú anh chị dán. Ở ngoài dòm phơi lắm cô chú ơi. Chung ra ngoài là nhìn là rất là phơi. Rồi cúc 150 thì mình chơi Tết cũng ok nha cô chú chị em thấy. Bông rất đẹp cô chú ơi. Nút nụ hết rồi. Mình giao lưu cây này giá bao nhiêu vậy? Rồi cây này anh giao lưu là cây mã số 6 này, anh giao lưu là 23,5 triệu mà cô chú ơi. Con dẫn bao ship toàn quốc ha. Dạ 23,5 triệu nha. Rồi cô chú nào ở gần thì con tặng chậu ha, còn ở xa thì con cút chậu ha. Dạ một cây cút 150 ghép chiếc phôi mai vàng sát lớn nha cô chú. Dạ rồi em đỡ cây luôn anh ha. Rồi. Rồi cây mã số 7 luôn cô chú ơi. Cây này nặng quá con không lên bằng xây nổi ha. Dây này cũng là một cố mai vàng ha, con ghép cúc 36 cánh ha, cúc hường ha. Rồi cái này cũng siêu lùng lực luôn nha. Đó, rất là lùng, rất đẹp luôn cô chú ơi. Nó được hai giống ha. Cái bo này là người ta ghép là bị gớt bo cúc tơ hường, người ta ghép vô là giảo thú đức ha cô chú, có con bo bầu ha. Còn như là cúc tơ hường hết ha. Nút nụ là dễ chơi luôn cô chú ơi, nút nụ là chơi Tết là ok. Đế thì quá khờ, đế luôn. Coi giùm anh. Dạ. À, một phôi lùng lực nha cô chú anh chị, đế thì 24 giờ luôn hả?
Quá đẹp cô chú ơi. Đấy thì con bao đế luôn. Đấy quá khứ đế. Rồi đế trải đều 24 giờ luôn cô chú chị. Cái này mình ghép cái dạ cúc tơ hôn. Dạ. Cái chồng ghép to hết rồi với cô chú. Dạ này cũng được hai mùa hả cô chú. Dạ. Cũng bằng ngón tay cái con ha. Có mắt ngón tay cái có này nhỏ hơn. Rất đẹp cô chú ơi. Nổ để mình chơi tết luôn rồi nha cô chú. Dạ. Tốc độ là chơi tết là ok. Dạ. Dạ. Nó cũng nổ lấy gai lấy gai bông. Rồi, để đo hoành cho cô chú coi luôn. Bước qua đây giùm anh đó Phương. Đây là Phương, đây Phương. Đây là. Dạ hoành eo là 45 cô chú ơi. Dạ vị trí này 45 nha dạ. Cô chú. Vị trí này là 45. Dạ. Để đo chặt nở xuống cái gỗ đế ha. Chừng hao cho. Này cũng là 53 á cô chú. Dạ, 53. Dạ. Để đo tổng mình đế. Hơi khó đo. Dạ. Tổng đình hoành đế con tính mét gửi thôi cô chú ơi. Dạ. Đo cái thoát thân đó ha. Cái thoát thân này được cũng lùng quá lùng luôn cô chú ơi. 36 rồi cô chú ơi. Cái này chơi đẹp ha. Cái này cô chú mà vì mà cô chú để trên cái chậu đẹp cái nó thì quá phê cô chú ơi. Dạ cái chiều cao nó được 82 cô chú ơi. Dạ ngang của nó là 1m3 cô chú ơi. Dạ. Đó, quá ngang khá lớn ha với cô chú anh chị lùng lực luôn hả? Quá đẹp cô chú ơi. Cái này con ghép được 2 mùa ha cô chú. Cái này cô chú nào chốt rồi con rút đi gần thì con cho chậu ha, tặng chậu ha, còn đi xa con rút chậu ha cô chú. Chơi tết cũng ok rồi cô chú chị. Dạ đúng đủ là cũng vừa chơi tết luôn cô chú ơi. À, mình ghép được 2, 4, 5 bo thì dạ. Có 1 bo là giảo Thủ Đức nha quý cô chú. Rồi em đi ghép đế cô chú chị mình xem lại lần nữa giúp em ha. Lùng lực mà đế bỏ đều luôn nha quý cô chú chị. Dạ cúc tơ hôn này cô chú bông thì quá phê nha chú ơi. Đế thì đế, đế lực, đế bài, đế đẹp không ha. Cô chú anh chị mình đơn ý mình dạ cô chú nào mà thấy nhìn không rõ thì cứ kết bạn Zalo con ha, con quay trực tiếp con gỡ qua cho cô chú coi ha. Dạ. Mình Zalo giá bao nhiêu ạ? Dạ mã số 7 năng Zalo là 8,5 triệu ha, con dẫn bao ship toàn quốc ha. Rồi 8,5 triệu cô chú anh chị nha. Em đổi cây luôn ha. Rồi. Cây tiểu quý nha cô chú ơi. Dạ. Cây tiểu quý này nói chung ra nặng quá ha, anh em con lên không nổi rồi cô chú, con đẩy đất ha. À, cô chú coi kỹ ủng hộ con. Cái này nặng quá không lên bằng xây được cô chú ơi. Không, cây tàn tứ quý hả cô chú? Dạ, cây tàn tròn do à cô chú. Cao khoảng bao nhiêu vậy anh hả? Dạ, cây này cao 2,5 m, ngang 2,5 m à cô chú ơi. Dạ. Rồi tàn tròn, cây này có thoát thân luôn quý cô chú. Dạ, cây này thoát thân đẹp hả cô chú. Vàng xương chi cành là nó đóng dày thích luôn. Dạ, vàng xương nó dày mà là vàng xương nó bự ha cô chú ơi, không nhỏ ha. Cây rất đẹp cô chú ơi. Để đo thoát thân trước cho cô chú coi ha. Cái này là thoát thân được 83 cô chú. Dạ. Đế thì bỏ đều luôn cô chú chị. Đây, để đo hoành trước kia rồi cái Phương quay cho cô chú coi. Đây hoành eo của nó là 42 ha cô chú. Dạ. Đó, hoành eo 42 ha. Để đo chặt nở xuống ha. Chặt nở xuống. Chặt nở cổ đế là 50 cô chú ơi. Dạ. Đường kính bầu được 64 cô chú ơi. Đó, ngang con xin nhắc lại ha, chiều ngang của nó là 2,5 m, cao 2,5 m nha, tàn rất là tròn ha cô chú ơi. Cái này về chơi là ok. Dạ, đế bỏ đều bầu luôn nha mấy cô chú anh chị. Đều hết, không thiếu mặt nào hết dân cô chú ơi. Bên đây thì có dây đế lực cũng ha. À, có đủ hết nè cô chú. Có dây đế lực. Đó, cây mới về. Con cũng rửa sơ sơ chứ không có rửa gì nhiều quá. Một cây tàn tứ quý, tàn tròn mà xương dày luôn nha cô chú. Mình Zalo giá bao nhiêu ạ? À? Dạ cây tứ quý này Zalo là 8,5 triệu cô chú ơi. Con bao ship 200 km đó cô chú. Dạ cây này nó nặng quá con đi một xe tải ha. Bao ship 200 km ha. Dạ 8,5 triệu. Quá đẹp cô chú ơi. Dạ rồi em đổi cây luôn anh ha. Rồi. Qua cây mai vàng. Thank you.
cây mai vàng đế VIP luôn nha mấy cô chú chị. Dạ, một cây mai vàng này cô chú ơi, cây là cái thằng dù của chú ơi, thằng Đa ha. Cái cây này đó một cốt lên đây là được nó trẻ ra hai thân. Dạ, cây này tán ngang là 2m8, cao là 2m8 mà cô chú. Dạ. Cây này bông đó là 5, 7, 9, 12 cô chú ơi. Con bao cho chú chơi ha. Đây mặt bông con thấy rồi ha. Dạ, cái này vàng xương chi cành cũng rất là dày nha quý cô chú. Đó, xương chi thì rất là dày ha. Cái này mình vô dây chằng ra nữa là cái tàn lớn lắm luôn à. Dạ, cái này về mà cô chú chằng ra thì nó bự lắm rồi cô chú ơi. Đó, đế thì quá khứ đế nha cô chú ơi. Một nồi đế hết hồn. Cái củ đặc luôn cô chú chị ha. Đó, cây này nặng quá con cũng lên bằng xây nổi ha. Cái này em đo cho cô chú coi ha. Cái này em đo thốt thân tới mặt bầu ha là được 45 ha. Dạ, hoành eo cây này được 49 ha cô chú. Dạ. Đó, 49 ha. Để em đo cắn nở. Rồi, cắn nở là được 60 ha cô chú. Cái này cộng rễ là cho bá nữa không cô. Tổng hoành đế là 201 cô chú ơi. Đường kính bầu có được 68 mà cô chú ơi. Dạ. Quá đẹp cô chú ơi. Hết hồn cái bộ đế. Bộ đế không đủ tiền cô chú ơi. Dạ, đế đều mà này là một củ nở luôn nha cô chú. Dạ, chị. Cây rất nở rồi cô chú. Cây này là bời đế nở dữ lắm. Rồi em đi dắt đế cô chú chị mình xem giúp em ha. Đây này mà mình trồng phía trước sân mà để lên cái bồn cao cao á cô chú chị. Để cái băng đá xung quanh cái nữa ha, lý tưởng luôn. Dạ, lý tưởng. Dạ, mà bông nó đẹp đó cô chú ơi, 5, 7, 9, 12. Bông dảo rồi cô chú. Bông rất đẹp cô chú ơi. Đây mặt bông con thấy rồi ha, con dám bầu cô chú ha. Đó, mi cái nồi đế quá khứ luôn cô chú ơi. Con xin nhắc lại ha, chiều cao của nó là 2m8 ngang 2m8 ha. Quá khứ luôn cô chú ơi. Nè, cái nồi đế nè. Đó. Rồi cây mã số 9 này con giao lưu của cô chú là 21.500.000 ha. Con cũng hỗ trợ tiền ship ha. Bao ship 200 km thôi cô chú ơi. Cây nặng quá con đi xe tải ha. Dạ. 21.500.000 nha cô chú anh chị. Cô chú mình thích sưu tập những cây mai vàng lớn, đế lục đế đẹp liên hệ với số điện thoại của anh Tâm. À, cô chú nào không nhìn thấy không rõ thì cứ kết bạn Zalo của con ha. Qua số điện thoại con là 0974472047 ha. Số đó cũng là Zalo của con ha. Dạ. Đó, rồi con quay trực tiếp gỡ qua cho cô chú coi tham khảo ha. Dạ rồi. Rồi con cũng là cây này cũng là cuối clip cô chú ơi. Con cũng mong cô chú ủng hộ con cô chú ơi. Con rất là chân thành cảm ơn cô chú mấy clip qua đã ủng hộ con ạ. À. Rồi, em xin chào hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo luôn ạ.